Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay cũng được nước giăng lưới neo các bạn. Nên củ sủ cũng có giăng hai tay lưới neo. Là thật ra là một tay nhưng mà chia đôi ra. Nhất sẩm gì hơn giờ này thì cũng tầm 5 giờ rồi. Ở đây bữa nay còn củ con với dẫn mấy hàng bạn xuống câu cá sát rồi chơi nè. Dạo này câu cá sát dính mê lắm bạn. Rồi rủ mấy bạn bè nó xuống câu nè. Kia là đại ca Hồng, đại ca Lộc đồ tùm lum tùm la chứ. Bữa nay là được nước giăng lưới neo á, bởi vì ai cũng đi giăng tùm lum la chứ. Tháng giăng được có mấy ngày ai cũng tranh thủ à. Hồi nào giờ mình để ý là nước giắt chiều này là cá thường là đà trúng mánh nè. Nhất sẩm gì hừng mà. Cái câu huyền thoại của mình mà. Mà có gì hẹn cả nhà chút xíu nữa nha. Theo mấy anh em mình đi cứu lưới nha. Mong là bữa nay trúng đậm bằng. Rồi nói với kiếm cá sủ này nhờ thu nhập là thu nhập nhờ lưới neo này. Dính cá sủ giá trị nó cao á. Rồi mấy chai này lên cá nè. Ủ hoạt đọt dữ ha. Bữa không đó. Rồi cái xét. Ai cái gì hẹn cái nhà xíu nha, xíu nó theo mấy anh em mình cứu lưới coi sao. Hùng cái chép cũng đang kiếm đá gì uống. Dạ mấy anh em mình xúc bên rồi. Hôm nay có cụ con với Missy Nương đi theo nữa. Hùng cá chép. Cá chép Hùng. Ừ, khen cá chép luôn kìa, bữa nào ở đây làng bè ai cũng đòi hâm he đòi nướng cá chép đó hết trơn. Đó mày xào xào đi. Xíu nó xuống dòng rồi đó là xào. Giờ mời cả nhà theo mấy anh em mình đi cứu lưới nha. Bội thu nhất sẩm gì hơn. Giờ này thấy giờ còn hơi nắng chứ 5 giờ mấy rồi đó. Mau ghê không. Giờ gió bên kia gió qua gió nòm á, bởi vì mình bắt ngoài kia mình cuốn ngược vô. Bên kia gia đình sư mẫu đó cũng chưa xuất bến nữa với đại ca Lộc. Tới lưới rồi. Thường có củ con đi theo là hên lắm á. Bữa nay bà nghĩ là khoảng bao nhiêu mấy chục con cá sủ đây bà nữa? Kiếm vậy nó chục con 3 ký được rồi. Ba ký mà được không nha. Được không nó mới chịu. Trời ơi trời. Thứ gì chịu nổi với xì nướng nương nè. Nhiều khi đi chạch cái dáng nó chạy. Kìa ra kia là đại ca Lộc mình cũng sức bến. Lử lên nha bà con cô bác, chuẩn bị cá lên. Ủa nhìn tùng lưới quá đẹp. Đó chủ đề muôn thở xong tiền bông lao, gạch vừa lên là bông lao lên luôn. Bọc là mình để cho Missy Nương xử đẹp bà coi. Nhanh tóc hành luôn. Đường cá sủ đực nè. Nào giờ mấy anh em mình giăng được lưới đến khi nào khoảng.
Mà sao mấy thời gian sau này thường sao tính tỷ lệ xác sức mà cá nhiều hơn cá đực? Nó có mùa bạn có lúc thì dính là cá đực không à, lâu chọt vô vậy rồi một hai con cá cái, nhưng có tháng toàn là cá cái không à. Mà tháng nào cá cái dính nhiều là cá đực nó lên giá dữ lắm. Cá đực dính nhiều thì cá cái là không giá. Kìa, ồ, vàng ngín luôn, SCC. Ồ, cá bánh cá sủ đó chiên muối xả là thôi khỏi chê. Cá đực luôn đó. Ngứa nấu chì cắn lưới không? Ở đây mấy cá sủ này do cái gan nó cắn lưới dính rồi nó ấy lưới dính lưới luôn chứ thật sự mấy cá này đâu có dính lưới được. Ủa lưới chào bá không? Đúng rồi, mấy xin nương hồi hàng Hugo phịch lên. Này nó hơi chói nắng trời, mấy cả nhà thông cảm nha. Nó hơi tối một chút. Chói nắng. Đâu rồi mấy xin nương? Trời bông lao mà bà. Rồi kia lại cà lọc mình đó. Chạy kéo chết. Đồ cỏ. Gì đó bông lao chị Tùng đâu 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 sĩ tùng trời bông lao sĩ bà nương ơi. Ê, cái gì tìm vậy? Ê thánh thằng thiên đụng ơi, tim của kìa má ơi, cá này tầm 15 kg nè, cá dữ nữa kìa. Không. Nó ở ngoài mặt lưới rồi đó, thiệt tình chứ hả? Trời, con cá này cứ quằn quằn xuống ông Lộc ơi, tím không? Cá hồ của ông Lộc đó, cá hồ của hổng. Cá này nó quằn mặt lưới quá à. Kéo không gãy chân trường á. Ừ, cá hồ của ổng đó. Hả? Nữa hả? Không về nhà làm ăn được gì luôn hả? Ôi, lại thánh luôn, té bè. Đâu? Đó, trời ơi, nãy giờ hai cái sủi bự dữ ha. Nữa kìa. Ô, thánh thằng thiên đụng ơi. Ba con có sủi, con nạt con nấy. Một lứa không à? Lớp mầm lớp lá hay không à bạn? Tám chín chục ngàn ký. Cá là dính vậy đó, mà cùng nói. Lứa nè mà cá dính sủ dính gầm thấy không? Trời. Ba con rồi bạn ơi. Ba con này bán 12 triệu. Một cỡ một à. Săn Hugo mà. Không nhỏ trước rồi bự sau. Làm con trọng trọng thôi. Có giá trị chút rồi. Gì Long trời đừng có giỡn Long, con phóng một không qua tới luôn. Cũng có mấy cái găng này dễ. Trời ơi, ta lưới cá ta hai tắc co ông Hồng với ông Tám thả lưới cá mà trắng đó mà còn dính cá sát nữa. Đâu? Trời ơi, dính nhiều phao không bạn ơi? Ủa, bữa nay sao cá sủ gì ta? Số lượng nhiều à. Nữa kìa. Trời ơi, chuyện gì vậy? Con đã bự hơn chút đỉnh đó. Bó mang ngủm cái gì rồi? Thánh thằng thiên đụng ơi, cái gì bạn nhân lưới tắc ba mà. Bữa nay đoàn dính ông nội vô. Hai là chất lượng nhiều lắm đó. Số lượng rồi. Hôm nay số lượng là bao rồi đó, nãy giờ kéo xíu lưới mà không biết nhiêu con nói rồi. Nè. Dính cá thứ dữ không à. Trời ơi, 20 con. 20 con. Mấy con là không? Cũng tầm tầm này á.
Nãy vậy nhiêu con rồi Long? 5 con á. Hình như hơn mà con. Kẻ nữa kẻ, thánh thần thiên đụng ơi. Vậy. Dữ rồi. Thôi 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 rồi. Ừ, văng lưới neo giống như văng lưới cá mình dinh cái gì trời. Dính liên tục đây đó. Mình nữa nặng nặng nữa kìa. Quá. Ủa, nãy giờ chỉ cần ký ăn lên thôi bộn rồi đó. Dính đầu liên tù tì luôn mà. Nãy giờ chú nghĩ hơn nữa coi lòng. Hơn 6 con con. Con 7 8 con gì đó. Coi thử rồi phải không? Mấy con? Trời ơi, cái áo mưa của ai vậy? Ai bỏ đây vậy? Mấy con? 6. À, chú nghĩ 6 mấy con mà. 16 con. Làm con chất lượng ăn ký ăn lên coi. Thấy không? Thấy nèo. Lớn không? Dữ không? Nguyên đồng quách trời quá đắt mà. Sĩ Tùng bà con cô bác ơi, Sĩ Tùng cái ơi. Rồi, tiếng bữa nay cho cá ăn gọi đi. À, nay cho ăn sớm lắm. Ừ. Hôm nay theo đại ca Lộc mình luôn kia để coi tặng mắt nhìn Hugo. Hugo bên đây chưa cầm cá sủ 7 8 10 kg rồi sao bữa nay đi theo Lộc chứ. Nhất sổng nhờ ngà làng bạn bữa nay có Hugo đó. Chú Thành chưa cuốn lưới nè. Chưa. Này chú vàng mấy tay? Vàng bộ mà nó cũng mãi cái ghe tạo cá nó quýnh độ mà hết biết được quýnh độ. Thấy nó đậu trên mẫu ba nữa mà. Ờ chứ nó đậu đây nè. Con mới đổi đi đó. Rồi. Quýnh ngang ra còn đỡ nữa. Quýnh ngang đó. Vậy 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 vậy. Đỏ tim lên kìa. Đậu chào á. Đó. Nãy giờ dính quá trời một cái khủng vong vong không hả? Vô. Có cái ghè đó mình có máy mấy chục rồi luôn mà. Nó cố bằng máy mà. Đó mới nhắc có liền thấy không? Nó vậy nó chạy gì được nữa. Tôm kèn bạn ơi, chạy đâu cho thoát. Mới nhắc Tào Tháo có liền. Vô đó bà kêu chạy nó chạy. Có chuột ăn rồi, chuột ăn rồi. Có chuột ăn rồi. Làm thêm con nữa cho thằng Long luôn nè, củ con. Quá đã rồi mà xanh luôn. Ở đây dằn lưới neo mình có đó không đó. Dằn lưới neo là dính tôm mình xanh bành bành gì không nè. Coi đã ha. Nãy giờ chưa thấy mặt mũi cá nào trọng trọng ta. Ừ. Còn dính nãy giờ cũng tính ra 7-8 con còn dưới 1 ký không à. Không mà nào giờ ở đây nó thiệt nha, nào giờ mình đi này tôi đi với mấy cá thường mà con nước mình cá nhỏ nhỏ ít nào có cá bự ngộ nha. Mà thường mình nếu mà dính con nào kéo con hai con đầu tiên ký chứ mấy là bắt đầu khả quan đó. Làm giật mình không bỏ xuống đực 3,5 kg ai. Chú được 3,5 kg là bộn tiền nha. Qua cái gửi là đứng tiền mỗi tay á. Hai trăm mét rồi đó mà nói về số lượng là chùm của chùm. Ừ, 8-9 con gì rồi. Chùm của chùm. Bên kia là gia đình siêu mẫu đó cũng sức bến rồi. Rồi, bỏ kìa.
quá trời bọc bà con cô bác ơi. Nó nói chứ là nãy giờ nó cứ lưới neo vậy là cũng tương đối ít chứ không có nhiều hả à. Bọc á nó cũng lên gai nha. Ồ gần cứng này gần bờ thì gần tới bờ rồi thường khúc này nó dính dính cá dữ lắm nè. Ngồi cơm quá anh em mình mà đó mấy cha vậy giỡn hoài cha bây giờ cái gì bọc tùm lum vậy bà ơi. Hả? Ủa cái dứa đâu bự dữ thằng ôm vậy? Ủa cái da cái dứa mà tưởng còn cái chà không bạn, cái dứa vậy là bự dữ lắm rồi đó. Thịt nó ăn là bao ngon luôn. Nè. Wow, cái dứa nè. Hết hồn cái dứa trời. Quá trời cái dứa vậy là bự dữ lắm mà. Con cá dính con này tê tái cả người con. Còn nữa mà đã nói tới điểm cá rồi mà. Cái ruộng nó có xuống. Nay có nào mình dính bông lau không? Bông lau thiệt á. Lâu nãy giờ nào giờ con thấy bông lau lau thiệt chưa? Nó ba con ngang dính hoài mà. Lúc đó còn nhỏ mà không biết. Cái trước đó khoảng cái đây khoảng 6-7 năm về trước ở đây cá bông lau dữ lắm. Mấy người dân này toàn là thả lưới cá bông lau không. Sau này xây biển hồ cá ít bông lau dính được con hai con ở đây. Tính hết người dân luôn rồi. Người neo. Kẻ wow sủ bự dữ nha, gì nó trắng trắng nó kìa bọc lông cái sủ ông nội mẹ có bữa nay gì đâu mà ní không trời. Cá toàn là muối sữa ớt chiên không à, bán chợ không 80.000 ký không, 100.000 ký à cũng được. Còn nữa chưa hết đâu, chỗ này chỗ cá đang dính gầm gầm mà. Mà điều cá chưa có chất lượng không? Chỉ được con cá dứa đó là được à. Cá dứa đó tiền không bạn? Còn nó cũng nửa ký hơn rồi. Ký nhiều. Mấy cá dứa đó đẹp chắc bán cũng khoảng 200 á luôn. Cá dứa ăn thịt khỏi chê. Ngồi về bè nhậu nha trời. Ngồi về bè nhậu nha. Ai vòng mua cá cờ. Bả mà vô chặn đố ai mà nhậu lại bả đồ cứng khừ. Bả vô chặn mà nhậu bà quậy cái giờ bè bà quậy một cái sờ. Điểm cá mừ nãy giờ chưa gặp được con nào hằng ký ăn lên trên vậy. Mấy chỗ này nè thường gần bờ dính người rất tối á, trời sắp tối thường dính cá nhiều lắm, cá bự á. Vậy chào chào gì biết ngay mà khúc cổi nó lên lá chiếc rồi mấy dầu cháo thường nó đi đằng nổi cũng dính sát cho nhiều vào lại gần bờ hiếm khi mà thấy nó dính được cái gì chì lắm. Cái đường này là nào giờ mấy anh em mình văng trời mà văng buổi tối á, lúc nào cũng vậy cá dính mê lắm chỗ này. Gần giấc tối á cá cũng dạng nó vô bờ hơn. Sụp nắng mặt trời xuống rồi nó bát vô bờ liền. Còn bà vẫn chơi hoài. Chỗ này là chỗ cá cóc nè. Kìa, không phải trời ơi. Ông lao bạn ơi. Bao tài. Không phải bao kia. Kia là bao bố. Thử. Con gì là con gì? Cày hay trời ơi, cày sĩ bạn ơi chứ mà cá sĩ. Rồi, xong. Xong phim. Đổ vô trong đây vậy không có con nào hết trơn trời. Còn bữa nay cá ni không à. Thôi kệ bạn ơi, làm ngày bà cậu mà đâu nói trước được. Có thằng nào hay con đó. Kiếm tiền ngày sắm vàng không được thì cũng kiếm tiền chợ búa. Quay đâu ra. Búa được không? Cái gai cái này dán giờ là không biết có mạnh. Thôi bữa mưa chơi. Chợ nước hàng hồ mạnh lên. Đưa lớn lên chợ đưa mạnh. Dạ mấy anh em mình bo cô móc đầu giật bánh lái tiến thẳng lại ta lưới thứ hai thôi mà.
hy vọng tay lưới thứ hai này sẽ có Hugo anh. Trời ơi, một cái chém chạy giống thù nó chạy như quỷ á, có nhiều gà nạp hết. Này bè có gì tí nè, bè có tiếng á, nãy đi theo với đại ca Lộc á, nó cho cá ăn xong rồi theo chơi. Tay lưới thứ hai này mong bà cậu sẽ cho con Hugo. Ở đây cá càng bự hơn thì cái thứ nhất là nó nặng ký hơn, thứ hai nữa cái giá thành nó cao gấp mấy lần vậy đó. Bởi vì mấy anh em đây thường là mong dính cá bự là vậy đó. Cái chênh lệch giữa con cá, cái giá của con cá bự với con cá nhỏ trời giật. Bạn thấy cụ có sủ không? Bạo lực ghê không? Bủa lên cho dài mỏ luôn ha. Nó chơi cái phao nó dài dài, bạn trâu xuống cái cục gạch tốt đằng ra kia. Cái dài mỏ này lúc trước mình thường dân lưới tắt là bắt cá cày nè. Đường lưới này là cá sủ có nè, ba sa có nè, cá cày có nè, nói chung là đường lưới này đầy đủ mặt cá. Cái bánh lái rồi mít xi nướng nương. Ở xa qua xíu hồi gướng vô, cái bánh lái nó gướng vô gọ lớn mưa nha. Ủa tìm lên kìa. Tìm gạch hay là tìm cá? Ủa gạch tốt mà đây mà hùng cho mày nói tao nãy tốt trong kia hùng. Quấy hùng chứ nó chỉ tốt chẳng bị thì dằn tôi lưới tao đâu có dám dằn ấy vô. Nó lên gạch nè bạn ơi. Đá chuẩn bị lên. Đường này nè nha, cá cày, cá ba sa, cá sủ đầy đủ mặt cá, cá cóc luôn. Đường lưới này nói chung là nó đầy đủ mặt cá hơn là cái đường lưới hồi nãy bạn. Cá do nó ở có khu á, bởi vì nó đâu có đỡ nhầm, mấy cô chú thấy nhầm điểm nó không, nó ở cái sủ gạch ghi không à. Nó không có lẫn lộn mấy loại cá khác. Còn đường lưới này là nó đầy đủ. Chứ hoàng đường lưới này cũ sủ dẻ cũng gần bè đó, bởi vì dính đôi khi nhiều loại cá hơn. Nghe thằng Long nó nói một đàn cá chó kìa. Không, tại biết hai chồng không có tiền quá mày cần 7.000 ký. Thứ gì chịu nổi. Không dễ mà. Ủa cái này mà hên trúng con nước ba sa nó ra, bạn thấy dính cái đường lưới này dính thấy mê luôn á. Ở trong mấy cái bè đó ba sa dữ lắm. Mà lâu lâu dạng mình đúng nước nó mới ra khỏi bè. Ủa tìm có lên rồi nha bà con cô bác. Có tìm được con cá đó. Trời ơi, cá cày. Chà má nữa. Mới nhắc tìm có liền. Còn con một thì sao vợ? Còn không? Tại cái ghe có cũ sủ không có đục. Wow. Bơi vô gửi ông Năm đi. Quá trời cá cày bạn ơi, chà bá bình luôn. Ít ra phải bự cái dậy chứ, để văng lưới neo cái cá hàng này chứ lên chứ. 7.000 ký. 7.000 ký. Nó trời cá này đây bán cũng được 20.000 ký rồi. Rồi. Còn mà 5 ký ăn lên là cũng 80-90 ngàn, cái 100 ngàn ký. Trời ơi, bà nương mới xé lưới mà thấy nghe đã ghê không? Bật. Rồi. Ừ, gì tao bè rồi. Hốt gì tao bè của chú Năm dây thun rồi. Nó, con này cũng 2 ký mấy rồi. Vô mấy xin nương ơi. Tiếng. Quá đã, quá đã. Rồi ba dây tao bè luôn rồi. Lẽ cá dính dần nó quắn gì tao bè á. Chứ lưới này bủa anh chồng lên dây tao bè mà nó dính dữ thằng ôn vậy. Ủi rồi. Mà cái này mình nghĩ là do sợ cá dính mà nó quắn dây tao bè. Chứ thường ở đây dây tao bè này thì mình bủa tao lưới này nó nằm trên dây tao bè thì thường nó cũng nó nổi là nó quắn dây tao bè. Tại lưới neo này cái này chị nó nặng lắm. Nói chung là nhìn tao lưới nó không giống như lưới tắc. Lưới tắc khi mình xài gạch á thì quắn cái gạch. Còn lưới này nó xài bằng kỳ mà. Một là dính cá, hai là dính cây neo á, cây neo của cái dây tao bè á. Nặng dữ ta. Chù chà. Căng à. Đó lên rồi đó. Nhích cái nữa rồi, lên không? Cái bật lên rồi đó.
nghe cái bức ớt lạnh không. Ồ, nó quay cái này lạng quạng có chéo lưới không ta. Bà xa bà xiết đồ đâu, cá sủ đồ nữa. Ông Hồng thường câu cho này dính cá sủ hoài à. Lẽ đâu có con cái cậy lạc ngộ à. Này mà đúng nước mấy bà xem bày bà xa có còn nó đầm lưới đã. Cái gì ta lưới nhìn thấy đen tịnh ớ trời. Bắt qua ha. Đó gốc cây kìa. Ra mặt rồi đó. Nước lớn lên nè. Kìa, có cái sủ kìa bạn ơi. Quá đã. Nãy giờ chờ đợi qua cái sủ bự cái đó đó. Ồ, bự nhất trong đám nãy giờ nha. Còn nữa, chưa hết đâu. Ồ, còn đó cái gửi giống có dư sức rồi. Hơn xiên. Chắc cắt cái quá, thấy cái bụng tròn quá. Ngon lạnh cạnh chánh. Tập trung chuyên môn là ông cá lên nhiều nè đó mà chơi. Chỗ này gặp nạn dữ ta. Này dữ thằng ôn gì ở đây dữ vậy. Nãy giờ nó bựa chỗ này hoài, bản bệnh nặng hoài chỗ này. Chuyện thiệt chứ. Cái ghe nó quay mòng kìa. Nói không nói, ủi đi mấy đại ca cho khỏe. Vĩnh còn cái sụ cái mà là chép mà. Không, chỉ cần ủi có cá sủ bự bự gì cũng được. Còn hơn kéo không rồi nó không có con cá nào. Cái điểm này điểm là lúc trước cá mạnh lắm, cái sủ nó mạnh với ông Tám rồi dân câu chỗ này nè. Dính cá mê lắm chỗ này. Ủa, con đó cũng hơi chặt mặt lưới à. Giống ký 7, ký 8 giống được rồi. Nãy nhìn sơ sơ tưởng nó khoảng ký rưỡi. Thấy chị nào mới lúc mặt lưới hơi chặt. Trời ơi, nãy giờ mới hốt được em này có chất lượng nè. Đây luôn ha. Quá đã. Vô. Không, đã đỡ bạn ơi. Cái mấy cái đực á, ổn tiền. Dặn cái điểm này nãy giờ ủi rồi nó cũng mấy phát. Giữ thằng ôn vậy. Cúp lần hả? Tấm thằng tiên đụng ơi. Được rồi, khoan hả tắt cúp lần ơi. Cúp lần mà con đâu phải dễ tuôn, con kéo gần lên thường léo lên một hồi nó mới đột ruột. Cái cúp lần mới cô chú biết không, nó nằm sát mặt đất mình kéo là tới gần mặt nước. Là lắm gọ của mày ra cạo tóc. Không gì nó ác kìa. Đấy, kìa nhánh cây lên nó kìa. Đó có gì bà xa gì đó. Đó bà xa cối kìa bạn ơi. Nhắc mãi giờ mới lên kìa. Chỗ này dính bà xa rồi, cối gì không đó. Wow. Ủa bà xa chà bá lửa luôn đã. Đâu với lượng kia. Quá đã. Dính lúc tốt trên nhiều phao luôn á. Bên hồng cái máy có hai bên hồng cái máy có kìa. Kìm xét. Ờ, điểm bẻ được. Để đóng nhớ. Nó cái điểm này điểm mà sai, ba xa cạnh không mà dính con nào đáng con đó. Lúc trước cũng gần đây nào chứ trong bè xíu. Mình cũng câu dính một cái ba xa 5 kg mấy á, bữa đó ông Tám kéo cho mình. Sa mập lụ nụ nặng một khúc chà bá lửa đã không? Còn sống.
mà thấy cái quẹt gì nó hơi yếu. Không dây nè. Cắt đi. Đưa quẹt lên. Đâu? Có đầu gông kia. Mất lòng hả? Cá này là nó không ở theo kiểu mà bày đàn nữa. Phải thợ vô ổ nè. Mà chỗ này thì nói chung cái ổ ba sa nó thường nó gom gì đấy bè cũng nhiều lắm. Thứ gì vô nổi không? Cái mình thấy hẹm bốc gà không? Ở cái này nếu mà lên một nồi sao ta cắt dây đã luôn ha. Tập tính này ở bài đen mà. Rồi nó mập. Ồ, coi sao coi mập thù lồ một khúc. Một vô cột đó. Nghe đèn đó. Ừ. Cột không? Cột dạ. Chân nhớt cái tay luôn mà. Cột dạ thôi con. Còn công giác. Quá đã ơn ơi. Nhắc Tào Tháo có rồi. Nãy giờ chờ đợi như đó đó. Cối. Bà sẽ cối vô không à. Cá gì chứ nó? Có sắc đâu cả. Wow. Mình cái bụng lên chà bá lửa nó uống nước rồi. Hồi đó rồi cái bụng nó xẹp lại. Phải thời làm vậy thêm vài câu nữa ấy. Cái này ở bì đen mà. Lỗ nhỏ xíu ha. Lỗ nhỏ dữ ha. Cá dính tuốt trên nhiều phao xém xíu nữa tẩu thoát rồi. Để con con trời giỡn chơi hoài. Đội tập tính này nhiều lúc dính vô bằng thấy mê lắm. Ở bầy đèn tổ này mà được cái sao mà hành canh không à. Hàng khủng đâu, sủ khủng nữa đâu. Gỡ cá gì vậy? Làm con bự bự nữa đi. Gỡ cá gì vậy? Ồ, dính lên gà dính bà lưới này nãy giờ ba con bự bự không ạ? Dữ vậy. Cổ sủ với Michino nó cá gì lên tim bự bự. Hay bọc lắm bự. Ok mọi. Mấy bọc lông xì hơi trời. Thiệt kìa. Bọc lông lên kìa. Ôi. Wow. Phình lên con chà bá lửa. Con đã. Đâu 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 đâu. Trời ơi. Bông lao nữa bạn ơi. Hai con luôn kìa. Đang thù lôi. Tưởng đâu lụm hang rồi. Bông lao gì nó gom chỗ này không trời. Kè hai con một cỡ một bạn ơi. Bữa nay cái sủ đúng thiệt chứ sao hải hình rất giác sao con đó vòng trọng xíu thôi chứ thôi cái còn là gì đâu mầm lá không rồi hết lưới gà nổi dùng phao rồi mầm lúc đá em đi không kè phải không bông lào xong. Chương trình chúng ta tới đây là kết thúc. Ra đây tưởng đâu gì vớt vớt được cái đỉnh ai ngờ đâu cũng hai cái sổ nhỏ xíu. Qua chị Vinh. Qua chị Vinh. Hôm nay đúng rồi gỡ cá mỗi tay luôn mà chất lượng thì không được cái bao nhiêu. Hôm nay gỡ cá mỗi tay luôn được 15 con. Trời ơi trời mánh nặng đi không ơi quỷ ơi. Đúng là hùng cá chép được chứ. Bóng cái đụng bà xã hết hồn luôn kìa. Giờ đầu thu dọn chiến trường về thôi. Trời chuẩn bị sụp tối nữa. Một trời xuống rồi. Giờ mấy anh em mình rút quần bọt cô, móc đầu giật bánh lái về bạn ơi. Nãy dính bà xa đứng là kiếm vài con nữa rồi chứ. Thì định có con một. Có xa thường là ở theo kiểu bầy đàn đó. Vậy có con một à, kệ có công bà cậu cho nhiêu hưởng nhiêu. Sao giờ đòi hỏi gì. Đứng ra cái tay lưới thứ hai này dính cá chất lượng hơn tay lưới đầu ha.
được con cá cày cũng trọng nè, con cá sủ cũng trọng nè, với con ba sa, ba con bự bự luôn mà. Được không á, tôi quẹo được. Thử còn cà bá nữa hả? Đại ca Lộc mình vừa về tới, đại ca Hồng về rồi. Hôm nay ông Tám xuống cầu tôm, cầu cá vậy, ông nhăn lưới, ông đợi nước, ông nhăn lưới. Trời xa xa kia là bà Tư xinh đẹp đó, bà cũng mới ra tới cho cá ăn. Về tới bến tập kết quen thuộc. Đó. Bà xà ra cũng 2 ký mấy, bà ký được dư sức á. Chà bá lửa, nãy tưởng đâu hồi lên vài con nữa rồi chứ. Lấy xíu Hùng ơi. Đây là thành quả. Ủa một sọt cái giỡn hoài à. Dĩ một sọt không hại không? Chùm của chùm luôn, 1 ký mấy luôn, 10 mấy con, gần 20 con. Con cái cày chà bá lửa con này 3 ký, có dư sức á. 3 ký và 21 ngàn. Ba mốt. Tới không? Con cái sủ nó cũng trọng trọng nữa. Đây con Masa nè. Masa chà bá lửa còn này 3 ký hơn. Vậy ông Tám ông xuất bến rồi kìa, ông đi thả lưới. Bữa nay nói về số lượng chùm của chùm thì chứ gì đâu mà cái sủ giòn giòn nó dính quá trời nó dính. Kinh khủng luôn. Dạ. Mặn con này đi. Ừ, con này con cá dứa nãy nè. Nhưng con cá sủ kia cũng trọng trọng, cá sủ đó chắc cũng 6 kg 7 gì được. Ủa ơi. Chứ con cá cày gì đó. Mà ông để lại cho ông vậy. Cá sủ giòn giòn coi nè. Quá trời đất. Nó chua. Ủa coi lạc hay là coi nó kia. Đã. Nói chung bữa nay số lượng quá trời không. Cá dứa cá cày nữa. Ừ, cá dứa ngon lắm, trời đừng giỡn. Thôi sẵn đây mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn các bạn lúc sau. Bữa nay nói về số lượng chùm bạn lại quá chạy số lượng. Nhận lưới nào mà dính 10 mấy con vậy đó. Lắm bé. Ừ, nhưng mà chất lượng được ba sa với con cái dứa, con cái cày với cái sủ bự đó. Còn mấy cái sủ kia gom lại bán 100 ngàn ký rồi. Tính tiền uống ghiêu hủ tiếu. Ai tiền uống ghiêu ôm chứ. Ai chào nhà nha. Hẹn cả nhà lúc sau nha. Để nào được nước rồi mấy anh em mình sẽ dân tiếp bạn ơi.